bạn, mình là Khánh Vy. Mình đã bay một chuyến từ Hà Nội vào Sài Gòn để làm một chiếc clip review các trường đại học nổi bật và nức tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây sẽ là một clip tham khảo cho những bạn nào muốn tìm hiểu về các trường đại học nhé. 3, 2, 1, let's get started! Chúng ta đang đến tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường nằm ngay tại vị trí trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Có rất là nhiều đồ ăn và đây cũng là trường có nhiều cơ sở nhất. Và trường nằm trong top 25 trường đại học trên toàn thế giới về lĩnh vực chuyển giao tri thức và top 1.000 trường đại học về đào tạo kinh tế, kinh doanh hàng đầu trên thế giới và nằm trong top 11 trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Về ngành học của trường thì có những ngành nổi bật như là kinh doanh, kế toán kiểm toán, quản trị, marketing, vân vân và mây mây. Như các bạn có thể thấy, slogan của trường là nơi đào tạo ra những nhà quản lý và doanh nhân thành đạt. Và nhắc về cựu sinh viên của trường thì không thể không kể tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Giám đốc Ngân hàng HSBC ông Phạm Hồng Hải. Về mức học phí thì hiện tại trường chưa công bố mức học phí cụ thể cho năm học này. Tuy nhiên có dự kiến là những chương trình đào tạo đại trà thì rơi vào tầm khoảng 20 triệu đồng trên một năm. Những chương trình chất lượng cao thì có thể rơi vào tầm khoảng hơn 30 tới 40 triệu đồng trên một năm. Và những chương trình cử nhân tài năng sẽ rơi vào tầm khoảng trung bình quân 50 triệu đồng trên một năm. Nên là mình nghĩ đây là một con số để các bạn có thể tham khảo nhé. Màn hình LED của nhà trường có video nữa. Thế là đi từ 4 hướng đều có thể thấy được video quảng bá cho nhà trường. Và ở đây kiểu trung tâm ấy, cho nên là có rất là nhiều địa điểm ăn uống rất là ngon cho các bạn sinh viên. Bởi vì theo như mình được biết thì ở trong trường không có căng tin. Nhưng mà ô, thôi, đây có nhiều đồ ăn ngon rồi, cứ thế mà ra ngoài, cứ thế mà ra ăn thôi. Mình đang ở trường Đại học Tôn Đức Thắng và nhắc tới đại học tại thành phố Hồ Chí Minh thì không thể không nhắc tới trường Đại học Tôn Đức Thắng được. Đây là một trong 3 ngôi trường trên toàn bộ cả nước có tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp ra trường là có việc làm. Và trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng là trường đại học công lập đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng tiêu chuẩn quốc tế 3 sao theo QS Star. Rất là xịn sò. Trường mình có những ngành gì nhỉ? Dạ, có, trường em thì có nhiều ngành, rất là nhiều ngành. Nhưng mà đối với trường em, điểm nổi bật của ngành nhất là ngành của bên khoa xã hội và nhân văn. Thì ngành khoa xã hội và nhân văn thì đang phát triển lớn về trong trường em, điểm mạnh và đang nhiều sinh viên học ở trường nhiều nhất. Rồi, à, vậy thì em thích nhất điểm gì ở trường mình? Dạ, trường em thích nhất là kiểm là nhất là lễ phép, thứ hai là ship hàng. Luôn đặc trưng của trường em luôn là đi đâu cũng gặp sinh viên ship hàng khi mua những sản phẩm gì đó. Và lễ phép nữa là như nào? Dạ, lễ phép thì gặp thầy cô hay giảng viên gì đó, hay là những bác cao công hay chú bảo vệ, họ đều kiểu mà chào hỏi. Dạ. Nếu mà miễn là sinh viên trường đại học Tôn Thắng hay là sinh viên nào có vào trường thì cũng họ cũng biết là ồ, sinh viên trường đại học Tôn Thắng rất là gọi là vào trường phải gặp người lớn hay là ai đó thì cũng phải gặp cầu chào. À, yêu quá à. Cảm ơn em. Còn học phí của trường mình thì sao nhỉ? Dạ, trường mình học phí thì là tầm khoảng tiêu chuẩn thì khoảng từ 30 triệu đổ xuống. Thì còn chất lượng cao thì tầm khoảng 40, mà tùy thuộc vào các bạn sinh viên đăng ký môn học nữa. Đối với em thì trường của em thích rất là nhiều thứ, nhưng mà đặc biệt nhất là môi trường ở đây và thiết bị học tập. Với lại giáo viên ở đây thì rất là nhiệt tình và dễ thương nữa. Em học khoa gì? Em học khoa ngoại ngữ. Tiếp theo là trường RMIT, RMIT tại Sài Gòn. Thôi nhắc tới RMIT là chúng ta không cần phải nói nhiều rồi. Đẹp, chất, xịn, đắt. Và đây là trường đại học có học phí cao nhất Việt Nam trong rất là nhiều năm liền. Và hôm nay thì mình đến RMIT, mình gặp người quen, người thân của mình, và đó là... Ta-da! Chúng ta lại gặp nhau trong vlog mới của Khánh Vy Official. Và mình là Kim Slay, xin chào các mình bạn. Mình là Khánh Vy, chào. RMIT là viết tắt của gì nhỉ? RMIT là viết tắt của Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne. Tức là trong tiếng Anh sẽ là Royal Melbourne Institute of Technology. Xịn nhỉ? Như kiểu... Em xịn thật, nghe như... là sang, hoàng gia. Rồi, thế học phí của RMIT là đắt lắm đúng không em? Em được học bổng nên là em không thật. Biết. Không phải, em biết. Em biết nên là em phải phấn đấu để được học bổng. Học phí của RMIT hiện tại như kiểu ngành của em thì mỗi môn là 36 triệu. Và mỗi kỳ thì chúng ta sẽ học từ 3 đến 4 môn. Thì tức là mỗi kỳ cũng là hơn 100 triệu. Và nếu rớt một môn thì tức là bằng một cái iPhone. Hơn một cái iPhone. Để tốt nghiệp thì cũng phải là hơn 900 triệu cho... Hơn 900 triệu cho 3 năm. Vâng, hơn 900 triệu cho tất cả các môn. Trong khi trường của chị một học kỳ 10 triệu.
Nhưng mà đương nhiên không thể bao giờ không có gì có thể so sánh được mà chị đúng thấy rồi, là đúng rồi. Mỗi nơi bước khác mà. Đúng rồi. À thì bây giờ trường em có cái gì hay ho kể mọi người nào? Trường em á. Trường em thì chắc là rộng này, đẹp này. Rất là nhiều iMac. iMac là cái gì? iMac là cái máy tính to to của Apple. Ok. Với cả rất là nhiều nhà hàng. Có cả Highlands mà ngày xưa còn có cả Subway ở trong này luôn. Thì bây giờ Subway đi đâu rồi? Subway không biết, đi rồi. Từ khi em vào học là nó biến mất luôn. Nhưng mà rất là nhiều nhà hàng, từ nhà hàng Mexico, nhà hàng Trung, nhà hàng Ấn, nhà hàng Hàn gì trong này hết. Thế luôn? Vâng. Thế tức là chỉ cần vào ăn ở trong trường đi học là ăn trong. Vâng, đúng rồi. Có cả Subway, okay, rất là tiện. Xịn xò nhỉ. Thế có những ngành học nào? Ngành học à? Ngành học thì theo em biết là khá là nhiều, như kiểu trong khoa business của bọn em thì có marketing này, rồi kinh doanh quốc tế, rồi hospitality là gì? Về du lịch, rồi kinh tế tài chính. Rồi còn bên khoa truyền thông sáng tạo thì còn có truyền thông chuyên nghiệp này, rồi có ngành làm phim là ngành mới của trường này. Học làm phim này rất là xịn. Rồi thiết kế thời trang, quản trị chuỗi thời trang, kinh doanh thời trang các thứ. Nhiều ghê ha. Và có khoa bên khoa IT là học về robot rồi về kỹ sư máy móc các kiểu. Xịn nhờ. Khoa nào nổi nhất trong trường? Nếu mà nổi nhất thì em nghĩ là Profcom, truyền thông chuyên nghiệp. Đấy là cái ngành mà rất là nhiều bạn học. Là em đang học? Không, em học Digital Marketing. Trong tất cả các kỹ năng em học ở trường ấy thì em thấy là kỹ năng nào là kỹ năng em được học nhiều nhất? Em thấy đó là writing, speaking và cũng như là research ạ. Yeah. Thế em có điểm gì không thích về trường mình không? Nếu mà có một điều không thích thì em nghĩ là tới cuối kỳ deadline nó sẽ rất là nhiều. Kiểu nó sẽ dồn vào một lúc ấy, kiểu vắt chân lên cổ chạy không kịp. Em nghĩ đấy cũng là điều, dù em không thích nhưng mà đấy cũng là điều tốt, bởi vì những cái lúc như thế thì nó mới chui rèn cho mình được cái khả năng là làm việc dưới áp lực, làm việc với cường độ cao. Thì em nghĩ đấy là một điều mà trường cũng đang chuẩn bị cho sinh viên để sau này đi ra trường làm ở những cái nơi tập đoàn lớn các kiểu. Chị thấy đây có viết là Ship of Knowledge, là con tàu tri thức à? Dạ vâng. Là tại sao lại có cái này? Dạ, tại vì nếu mà trường được thiết kế dạng nó như một con tàu ạ. Nếu mà chị nhìn từ hướng này thì sẽ thấy là chị sẽ càng nhìn thấy là trường nhìn thiết kế giống một con tàu hơn. Ví dụ phần đây là phần mũi của tàu ạ. Và phần tòa nhà vươn lên sẽ là phần cắm buồm của con tàu này ạ. Vậy thì trong trường mình nổi bật những cái ngành đào tạo nào nhỉ? Dạ, hiện tại thì em thấy là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là một ngành rất là thu hút các bạn quan tâm ạ. Cùng với đó là ngành an ninh mạng và ngành trí tuệ nhân tạo ạ. Cho chị hỏi thêm về học phí của trường được không? Dạ, mức học phí của trường thì tùy chương trình mà chị học ạ. Thí dụ mà chương trình mà Đại trà bằng tiếng Việt thì là học phí sẽ dao động từ 20 cho tới 22 triệu mấy cho một học kỳ ạ. Em học khoa gì? Dạ, em học khoa răng hàm mặt ạ. Cơ sở chính của em học là bên Hòa Bình. Là sau này làm bác sĩ đó hả? Chị chó ghê. Thế em thích nhất điều gì ở trường mình? Chắc là cơ sở vật chất ở trường mình à. Ngoài ra bên cơ sở này thì có thư viện, phòng tập gym riêng, em rất thích điều đó. Yeah. Thank you em. Em tự hào gì nhất về trường này? Dạ, em tự hào nhất là về khoa em, đó là khoa răng hàm mặt. Bởi vì khoa em có rất là nhiều thầy cô giỏi đến từ các trường cũng như là các thạc sĩ, tiến sĩ và đặc biệt là còn có giáo sư Hoàng Tử Hùng đến và giảng dạy cho tụi em nữa. Theo em thì em sẽ thích về chất lượng dạy học á chị. Tại vì giáo viên á là nếu mà tụi em có khó khăn gì á thì tụi em sẽ hỏi, thì thầy cô rất là tận tình giúp. Thầy cô sẽ đưa số điện thoại rồi các cách thức liên lạc á để tụi em có thể hỏi bài kỹ hơn. Thank you em. Trường Đại học Văn Lang. Trường Đại học Văn Lang thì có 39 ngành đào tạo thuộc hệ chính quy, thuộc các lĩnh vực như là kiến trúc mỹ thuật, nghệ thuật, kinh tế, xã hội nhân văn, kỹ thuật, công nghệ và y dược. Trường Đại học Văn Lang có 3 cơ sở, đây là cơ sở chính ở quận 1. Cảm nhận đầu tiên của mình khi đến trường là trường rất là đông đúc, nhộn nhịp, mọi người đi ra đi vào liên tục và rất là nhiều bạn sinh viên mang cái ba lô Văn Lang của trường ấy. Và mình cũng biết rất là nhiều bạn Văn Lang rất là năng động nên mình nghĩ đây cũng là một cái tinh thần và một cái đặc điểm nổi bật của trường. Điểm Vi thích nhất ở trường đại học của mình là gì? Dạ, điểm em thích nhất ở trường đó là trường là một ngôi trường của sự kiện. Các bạn sinh viên ở đây thường nói đùa rằng sinh viên Văn Lang dành cả thanh xuân để đi dự sự kiện. Các sự kiện lớn, nhỏ, trong và ngoài nước thường xuyên được tổ chức ở đây. Nên là ở đây cái môi trường hoạt động rất là năng động. Em học ngành gì? Dạ.
Dạ, tụi em học ngành ngôn ngữ Anh. Vậy thì học phí của mình là bao nhiêu một năm nhỉ? Khóa của tụi em thì là khoảng 32 triệu một năm, có thể xê dịch tùy vào mỗi học kỳ. Dạ. Bao nhiêu tín chỉ? Dạ, tổng một học kỳ là tụi em phải học từ 14 tới 20 tín chỉ. Thì có phân biệt là chương trình bình thường hay chương trình chất lượng cao hay gì không? Hình như là không có phân biệt hay sao? Dạ, khoa của tụi em thì không, tụi em thì không có. Em nghĩ là trường có nhiều máy lạnh, em rất thích máy lạnh. Còn em thì giáo viên chị. Em thích nhất là thầy Trung dạy tiếng thầy Trung dạy tiếng Trung chị. Tại sao em lại thích thầy? Thầy hài hước với lại thầy dễ thương. Em học tiếng Trung à? Dạ, ngôn ngữ phụ là tiếng Trung chị. Nói một câu tiếng Trung cho mọi người với. Ni hao, wo jiao Chen Jingjiali, wo shi xue sheng, wo xianzai xue xi. Ở hiện tại tại Văn Lang Đại học học tiếng Anh và Trung Văn. Đây là trường Đại học Hoa Sen và đây là một ngôi trường học tập quốc tế. Trường Đại học Hoa Sen là một trong những ngôi trường tiên phong đưa chương trình giáo dục khai phóng vào chương trình giảng dạy tại đại học. Foreign Languages là ngành ngoại ngữ này. Design and Art là ngành thiết kế nghệ thuật này. Economics and Business là ngành kinh tế quản trị đúng không? Công nghệ thông tin này, Information Technology, Social Sciences là khoa học xã hội và Tourism là ngành du lịch. Có một đặc điểm của trường Đại học Hoa Sen mà mình được hỏi các em của mình, đó là trường có những giảng đường không có bục giảng và cảm giác như kiểu không có một cái khoảng cách nào quá xa lạ với thầy cô và học trò. Dạ, em thấy là mấy bạn gọi là rất là thân thiện và rất là năng động. Đó là em cái việc mà cái sự năng động nó khiến cho em gọi là khi mà làm việc nhóm chung với bạn, các bạn rất là chịu hợp tác với nhau và luôn đạt được, tụi em luôn đạt được những điểm cao trong những cái kỳ, những cái lúc mà làm bài tập, làm những dự án. Dạ, em đầu tiên thì em cảm thấy là trường của em so với khác biệt so với những trường khác, là ví dụ như là trường của em sẽ có hai kỳ thực tập, là thực tập nhận thức và thực tập tốt nghiệp. Sau đó là đối với những bạn sinh viên sẽ có thêm hai cái đề án nữa, đó là đề án 1 và đề án 2, thì điều này làm cho sinh viên có thể tiếp cận được với thực tế nhiều hơn và sinh viên có thể hiểu được và áp dụng được lý thuyết đi đôi với thực hành là như thế nào. Nghe xịn sò nhờ. Về trường Hoa Sen thì em thích nhất là cái sự thoải mái, tôn trọng, bởi vì là cái slogan của trường em là tôn trọng sự khác biệt á, thì tất cả mọi người vào bên trong trường thì đều là bình đẳng với nhau, mà đặc biệt là cái điểm mà khi mà em còn là sinh viên năm nhất em rất là ấn tượng, tại vì là trong mỗi phòng học ấy không có bục giảng đó, thế nên là vai trò của thầy với lại học sinh là kiểu là ngang bàn nhau, mọi người đều có quyền được nói ra ý nghĩ của mình, suy nghĩ của mình như nào đó. Tại là em đang sinh viên năm cuối thì học phí mỗi kỳ trung bình là khoảng 20 triệu cho đến 24 triệu, đó là tùy vào mấy bạn đăng ký những môn gì nhiều hay ít và cái môn đó có phải là môn chuyên ngành hay không. Còn đối với những bạn mà sinh viên, tân sinh viên năm nay á, thì theo em được biết á, thì học phí nó sẽ khác so với những năm trước một chút, là nó sẽ tăng hơn. Và việc mà nó tăng lên thì đồng nghĩa với việc là chất lượng dịch vụ nó cũng sẽ tốt hơn cho với các bạn sinh viên và các bạn sẽ được tiếp cận với thực tế nhiều hơn. Ôi, đúng là marketing trả lời rất là bài bản chỉn chu luôn. Thank you em.